anh nghĩ sao Vincom rút khỏi VinGroup, má nó chạy từ ngược ngược, người ta VinGroup người ta thói dấu Vincom má, Vincom rút khỏi VinGroup nghe nó giống như Vincom nó quyền chủ động ta, nghe tưởng nó nghe sơ sơ tưởng nó Vincom kèo trên trời, người ta là VinGroup thói vốn khỏi Vincom, gì à, VinGroup lớn Vincom, VinFast hay VinMart chỉ là nhánh nhỏ đồ, VinFast không có nhỏ đâu, em nói VinFast bằng nhánh nhỏ là em sai rồi, rất lớn, very lớn, nó là backbone. Vì em thấy châu Phi đang rất có tiềm năng khi mình xuất khẩu tới đó. Ủa của châu Phi tiệm cơm còn có nữa, mày bán lấy gì mua? Mày em thấy mày không coi tóc hả, còn tặng tao mì tôm kìa. Ủa mày vả tới mức mà châu Phi tiềm năng luôn rồi đó hả? Anh không thấy tiềm năng chỗ nào bên đó đó. Chưa kể lâu lâu phiến quân nó thăm nhau nữa. Làm ăn mà mấy em, kiếm tiền đâu kiếm chuyện mấy em. Giờ phiến quân tới đặt cái súng trước bàn, chọn phe đi cô. Rồi trả lời sao cho nó ngầu mấy em. Qua bển khai thác tài nguyên, Trung Quốc ăn hết rồi mấy em ơi. Sản xuất mặt hàng giá rẻ nhưng số lượng lớn vì châu Phi không thể tự sản xuất. Mày ăn được anh hai Trung Quốc không? Mày sản xuất được gì bán cho người ta chưa? Không có chỗ đó Mỹ đâu chê nên mày nhào vô. Anh Duy biết vụ 4 police ở Chicago cho đứa kia ăn 96 viên kẹo chưa? Biết rồi mày ơi, nó ngồi trong xe đọc cái tựa thôi, chán nó chổng đọc thiệt. Tức là đại loại toàn là mấy thằng trẻ trâu chơi ngáo ngáo, sầm xí. Có một thằng nhóc 15 tuổi, nó mua cái súng nước, nó ra đường nó múa. Xong rồi bị người ta báo công an. Báo police đó, bên Mỹ dùng chữ police ra đúng nha mấy em. Đó, báo police. Police tới. What are you talking about? Cái nó là biết bố mày ai không? Bắn pum vô tai. Vậy ai đúng? Ồ cái kèo này nó on in dùng police á. Má ăn trẻ trâu, khùng hết chỗ nói luôn. Ở bên Mỹ tự nhiên đi mua cái súng nước ra đường múa. Rồi thêm con mẹ khùng hôm qua có con mẹ đi múa. Con mẹ đụng tới tôn giáo nữa mấy em. Con mẹ đi coi nhật thực. Xong rồi nói là đây là thiên tượng trời ban, Chúa bảo tao là phải lên đường nã một thằng nào đó. Cái xong bà xách cái súng ra bà quất thiệt mày. Bà ra ngoài xa lộ á, bà ra ngoài quốc lộ bắn bị thương đóng tài xế luôn. Bị thương thôi chứ không gì hết trơn đó. Xong rồi bullet hốt bà luôn, mày thấy khùng điên chưa? Không có Chúa nào chứa nó, tôi đang cái thằng cái con quỷ đó hết đó, là ai á, sao tặng chứa nó chứ không có Chúa nha. Nhiều vụ điên điên lắm. Rồi thêm con mẹ kia nữa, ở bên Mỹ luôn, đẻ ra thằng con chưa đủ tuổi gì hình niên, đi mua cái súng tặng quà sinh nhật, nó đem vô trường nó bằng chéo một đám bạn nó. Rồi bây giờ con mẹ bị lãnh án 15 năm tù, xàm chưa? Nên mấy em đừng có bàn cái chuyện súng đạn ở bên Mỹ nữa. Nghe toàn là cái đám điên gì không à. Bên Mỹ cho sử dụng súng tự do có hai mặt, tự do cái bố chứ tự do. Không có tự do, bạn nói tự do là bạn nói ẩu rồi. Bên Mỹ cho phép sử dụng súng với một đống luật. Tự do cái gì? Đi thay thế luật đi. Bạn khi nào mà có driver license đi, ok. Đó là bạn là người được sử dụng súng hợp lệ. Bạn không có, ôi là xin lỗi, không phải là cái driver license mà là cái gun license, ví dụ vậy. Chứ ở đó mà bạn nhét vô cái mỏ nó chữ tự do, không có tự do nha. Nói vậy là không biết khỉ khô về Mỹ hết á, chắc chưa qua Mỹ được ngày nào luôn, nói cho đúng. Đó, trong cái súng nằm trong tay mấy thằng khùng, mấy thằng điên thì nó vậy đó. Ngược lại giống như cái dao phóng lợn nằm trong tay mấy thằng khùng thì nó không có biến thôi à. Nó tôi bực mình lắm luôn, nhất là con mẹ hôm qua mà ngồi nhìn coi nhật thực, tôi thấy một thiên tượng. Cái này là như Chúa nhắn gửi là phải ra đường nã ai đó. Không tin đi sạch báo Mỹ đọc đi. Trời ơi, tôi luyện ghê lắm nha, ngày là ông luyện gọi là hai ba đài luôn á. Luyện tiếng Anh thôi giống gì chân đó. Dạo này bận quá. Máy xe ngồi đó mở mấy cái đài Mỹ lên luyện tiếng Anh chơi vậy đó. Thấy mấy cái niêu sầm xí, thấy cái niêu là sốc quá đứng lại tua xong rồi ngồi đó nghe không kịp á, bật CC lên coi. Bật CC lên coi mà coi không kịp nữa, lên search luôn. Từ từ đọc. Từ chiêu cuối Google dịch. Trời báo chí nó xài từ nho lắm bạn ơi. Nó không phải, nó cái văn chương của báo chí Mỹ nó không phải là văn chương bình thường. Nó xài từ sổ nho là sao á, khó hiểu lắm. Anh Duy nghĩ cụ phe đỏ không ủng hộ lệnh cấm phá thai nữa thì có ảnh hưởng nhiều đến bầu cử không anh? Ông đang đi hai hàng thôi chứ ủng hộ gì mẹ ơi, nó nói chuyện mất mé, kệ ông đi. Đang tính kiếm phiếu phụ nữ. Được thôi, tiếp thu ý kiến của Duy Nguyễn, mọi người mà một người đang xem hay ủng hộ cụ trùm đất cửa thôi không em nhé. Thôi khỏi với mẹ Việt Nam nín luôn. Nói rồi nghe thêm lần nữa nè, mày nghe ý kiến của anh Duy Nguyễn rồi đúng không? Bây giờ ủng hộ cụ Trâm, ủng hộ trong tim thôi. Lực bất tòng tâm không thể. Tại vì nói rồi, người Việt Nam không có vai trò trong cái vụ cụ Trâm. Người Việt Nam đông nhất ở hai chỗ, Texas với Cali. Hai cái bang đó cùi chuối, ngã ngủ rồi, không ai care hết á. Đúng không? Nếu mà muốn ủng hộ cụ Trâm á, thì dọn nhà đi qua Georgia, dọn nhà qua Pennsylvania. Đó, làm được cái chuyện đó đi ủng hộ. Không thì chém gió thôi, ăn tục nó phét thôi. Ủng hộ chỗ nào? Đó, mà em chém gió không có bằng Tài Trần đâu, Tài Trần nó chém mới dữ. Mà bây giờ cổ phiếu của cụ một tấc nó chả mua. Cái nón nó chả mua, cái ly nó cũng chả mua luôn. Cụ đang thiếu nợ ngập đầu. Chạy mượn nợ tứ phương, mượn dây đằng lãi luôn. Nó fan đâu. Còn thêm một cái nữa,
đời á, đúng là đúng mà sai là sai, cái nào sai khó nói quá thì im. Đối với tôi là người quân tử, tôi không có chọn cụ nha. Mày cụ tầm bậy tầm bạ lắm luôn á, mà anh không có chọn cụ nha. Tại vì anh cũng đã từng thích cụ Trump, bây giờ cụ bấy bá quá thì anh nói những cái nào ấy anh im thế thôi. Nếu cổ phiếu của cụ Trump dưới 3 đô thì hậu quả sẽ ra sao anh? Nó kích ra khỏi sàn chứ sao? Không, dưới 3 đô chưa kích, nhưng mà anh nghĩ dưới 2 đô chắc kích. Tại vì có một công ty nó cũng chém gió, giờ nó dưới 2-3 đô đó bạn. Ở bên Mỹ có một công ty, nó làm về xe điện, nó chém gió, khúc đầu nó chém ghê lắm. Bây giờ cổ phiếu dưới 3 đô, đó là công ty gì? Ai comment đúng hay nè. Nay ông Trump hứa sẽ không duyệt cấm phá thai kìa, điểm sáng đang về với him, cũng chả ảnh hưởng gì hết. Cái chính của ổng là ổng đưa cái luật cấm phá thai á, nó về tiểu bang thì cũng chả có gì mới. Nói chung là cái mới đây là cái gì, là ổng đang nói về phá thai, đơn giản vậy thôi, chứ còn không có khỉ khô sâu xa hết đó. Thì nó tạo ra drama hai chiều đó, bên phía bên ông Biden thì lợi dụng chọt nó, rồi còn phía bên MAGA thì ê quay xe ha cu. Nói chung điểm sáng mà về với ông Trump không phải là ổng nói cái gì, mà là vấn đề tòa án chứng minh ông vô tội. Ông nói thôi tôi bay về hết đi, tôi bay kiện sai ông Trump rồi, ông Trump vô tội, tuyên án con về. Đó là điểm sáng nhất. Còn bây giờ một người tội đầy mình, tò tiên có tội mà làm tổng thống nước Mỹ, thôi nước Mỹ tao. Mỹ có phát triển kiểu metro như TV không anh, hay chủ yếu là cao tốc với sân bay vậy anh? Chủ yếu là cao tốc với sân bay. Mấy cái metro quỷ đó Mỹ đâu thèm đi đâu mày ơi. Mấy xe bus bển ế thấy mẹ luôn rồi. Nguyên xe bus chạy tối ngày sáng đêm được 2-3 khách. Mà chính phủ vẫn bắt chạy mày. Mà cái xe bus bển nó bự lắm nha. Xe bus bển nó bự, nó không giống xe bus bên này đâu. Xe bus bển nó giống như to xe lửa vậy đó, bự. Còn ở trong downtown của bên Mỹ thì cũng xe lửa nhóc, mà xe lửa giống như thị sĩ kéo chứ không phải là metro. Xe lửa cùi không mà. Tại vì nói chung là xe đó nó làm từ xưa rồi đó mấy em. Nó cho mấy người ta đi làm trong downtown, người ta đi xe đó cho nó tiện thôi. Tại downtown là nó giống như trung tâm quận 1 vậy đó. Nhà cửa nó sát thì không á, thì đi xe nó cực. Nên ta đi xe điện vậy. Ô tô bên Mỹ rẻ, ai cũng ép chạy xe hơi, rõ ràng. Chắc bằng ô tô bên Mỹ thì dễ, không biết dễ khó thấy con gái chạy xe phà đó mấy em. Ủa downtown Mỹ parking thế nào anh? Ủa downtown Mỹ parking cũng bình thường. Ví dụ như cứ mấy góc đường nó có cái sân banh, mà cái sân banh đó nó lót bê tông vô làm chỗ parking. Parking here, park here, park here. Đó. Rồi xong rồi nó có mấy cái nhà để parking luôn. Em muốn đậu xe trong nhà thì đậu, muốn đậu ngoài thì đậu. Đậu xe trong nhà thì nó che nắng che mưa, đậu lâu mà nó cực hơn, đậu xe ngoài đậu nhanh hơn. Thì giá đó cũng xem. Cái downtown mắc nhất là chỗ ông Châu Quốc đó, mắc bỏ mẹ đi 90 đô một đêm. Đó, cuộc đời đi Mỹ thấy downtown mắc nhất là chỗ ông Châu Quốc, 90 đô một đêm. Mắc hơn cả New York luôn. Mà đâu thao khỉ khô đậu xe giữa trời lạnh nó mới đau chứ. Nên tôi nhớ hoài cú đó nha. Còn bên Houston á thì tầm 10 đồng giờ. Nên ở bên Texas nó rẻ lắm, đậu xe có 10 đồng giờ. Còn mấy tiểu bang khác trung bình là 20. Trung bình nha là 20. Có chỗ 15, có chỗ 30. Vậy từ parking spot đi bộ qua chỗ làm cũng ăn cả khúc ha anh? Nói chung thì cũng tùy chỗ làm của mày chứ mấy cái parking nó sát bên à. Tức là cái parking này với parking kia nó đối diện đường. Rồi hoặc là nó xa lắm là cũng có 50 mét là parking nó nhiều hơn nhà nữa mà. Nó nhiều hơn nhà thì hơi chém gió. Nhưng mà tỷ lệ mày tính ra đi. Cái diện tích á, mà xây nhà là 4 thì cái diện tích xây parking là 1. Thì đi bộ tí tẹo tới chứ có gì đâu. Nhưng mà cái vấn đề không phải là đi bộ cực. Mà vấn đề chạy vô đó nó lâu. Chạy vô đó thứ nhất là xe nó đông, và thứ hai đèn đỏ nó nhiều á. Nó lâu nên một số người ta chọn đi xe buýt. Tính ra ở Việt Nam đi xe hơi chán quá, quá ức chế. Từ parking tới đâu? Tới độ hỗn loạn vì xe máy xung quanh. Mà parking ở đâu? Parking ở ngoài lề đường xong hồi gửi 50 quá hả? Vụ container đâm sập cầu bên Mỹ nhiều người chết không anh? Hình như là 6-7 người gì đó. Mấy người ta lao động cực khổ cực buổi sáng, người ta không may người ta bị rớt xuống sông. Tội nghiệp mấy người nhập cư bất hợp pháp đó. Mấy người đó nhập cư bất hợp pháp mới đau chứ. Nên cái cú đó ông Biden ông đam ông Trump, cái ông Trump không biết trốn chỗ nào luôn, Trump im cảm lại. Tại vì ông Trump ông đang đấu bất hợp pháp ông. Cái xong rồi cái ông Biden ông hỏi ông Trump hai câu. Ông nói là cái người bất hợp pháp gây ra tội phạm bất ổn của nước Mỹ được bao nhiêu người, còn ngược lại mấy cái thằng quốc tịch Mỹ kìa, đẻ bên Mỹ kìa, nó gây ra thảm án cho nước Mỹ bao nhiêu vụ, xin cụ hãy trả lời cho tôi tỏ tường. Cú đó không trả lời được. Nhóm vũ trang Hamas cho biết họ không thể tìm đủ 40 tên còn sống nữa, rồi phải tôi bắn. Ủa vậy đâu hết rồi? Ông bắt người ta đã đời rồi, ông luộc người ta luôn hay sao? Đâu mất tiêu, ông không biết được luôn là sao? Lạ nhỉ?
Vậy ngay từ đầu khai đi. Thì nhờ nguyên tắc 1 đền 10. À, vì Hoa Kỳ cần bao vây được Cộng sản Trung Quốc ghê vậy. À, contract này chắc Việt Nam đáp ứng được. Như chánh quyền mới gì Philippines giờ đã xích lại gần Hoa Kỳ. Thôi. Philippines làm sao kệ mẹ nó chứ giờ tao chắc kèo tao mới chơi. Không có hứa mỏ. Bây giờ đưa 1.000 tỷ đô đặt cọc đi. Rồi xong rồi ký contract. Bất cứ nào thọt dò cho lãnh thổ, mày bùm nó cho tao. Xong rồi đem hết tất cả những người liên quan cắt máu ăn thề qua đây stream. Chứ không để mày xạo. Đồ ngày xưa là sao? Ngày xưa mày hứa Ukraine mày dụ. Đồ mày dụ Ukraine bỏ hết hạt nhân, anh bảo kê cho. Rồi giờ sao? Đúng không? Tại vì ngày xưa Ukraine không có chơi chắc kèo. Gặp như anh cố vấn anh Ukraine nói ok được. Mấy ông liên quan đúng không? Nộp cạc, đưa 1.000 tỷ đô đây chồng. Mai mốt thằng nào phản bội lời thề tao lấy tiền. Làm gì làm có tiền cái đã. Lúc đó thuê cướp biển đập mày. Được chưa? Rồi xong rồi gì nữa phải ký những contract rõ ràng. Phải ăn thề trước quốc dân đồng bào. Đóng mặt, đóng mọc, đóng nét. Công bố toàn thiên hạ luôn. Chứ không có chơi để cho mấy đứa trẻ đâu biết. Giờ bạn nào đâu có biết. Đâu có bạn nào biết về hiệp định Budapest đúng không? Thì vậy chỉ cái đó nó không được lan tỏa ra. Thì các bạn sẽ không biết. Thì ngày trước Ukraine phải làm cho nó lan tỏa ra. Tất cả một đứa nhỏ xíu trong xóm nó biết cái Budapest là gì nữa. Thì lúc đó coi nó mới chắc kèo cho mình chứ. Rồi chưa kể xong rồi mở cửa thị thực cho Ukraine. Để cho nhân tài Ukraine có quyền chọn quốc gia người ta ở. Để có biến thì ở trong ngoài kết hợp xuất kẻ thù. Đó, kế nó phải như vậy mới được. Chứ cái non. Không có gì gọi là insurance mình hòa bình mãi mãi. Phải có gì nó chắc. Để cho hậu thế nó có cái mà nó chơi. Lỡ mà tất cả phản bội mình. Thì đồng tiền nó không phản bội mình. 1.000 tỷ đô. Nó tưởng tượng nha mẹ. Mỹ không có 1.000 tỷ đô chung đâu. Từ Mỹ qua xa hơn TV rồi trở tay sao kịp anh. Thì đó là chuyện của Mỹ. Mà dụ người ta thì phải có sách lược. Tao nghe được thì tao nghe không được thôi. Quá dữ anh, bài toán này chắc như bắp rõ ràng. Đúng không? Cái tao cần là làm ăn, không đi kiếm chuyện. Nhưng mà lỡ chuyện kiếm tao thì sao? Nó phải vậy, đồng minh nó phải vậy mấy em. Chứ không đồng minh không phải hứa mỏ, lâu lâu cho mấy cái tàu đồ. À, Hoa Kỳ uy tín trên thế giới, mới có nhiều đồng minh chứ. À, uy tín gì qua cứu Ukraine đi. Ủa mà ngày xưa Budapest mày có ký, tao đã nói chuyện là có chứng cứ, không có nói chuyện cảm tính. Budapest ngày xưa, hiệp định Budapest ngày xưa là có Mỹ ký. Thì bây giờ Mỹ mới chịu trách nhiệm. Đó là lý do mà Ukraine chửi Mỹ. Em phải hiểu là ông Ukraine ông chửi Mỹ là có lý do. Tại vì ngày xưa là Mỹ ký với cái đó, kêu tao bỏ hạt nhân. Đúng chưa? Để thúc đẩy kinh tế thôi, làm ăn thôi, giờ cầm mã tấu không có tiền đâu em đồ. Xong người ta ký tao bỏ hết tao làm ăn, giờ cũng cho trả cho tao làm ăn nữa. Cái EU vô chưa được nữa. Các bạn phải là người dân Ukraine và các bạn phải là ông Zelensky. Bạn mới hiểu được cái cuộc đời này nó gọi là nó sao nó đót bon như thế nào. Ông gì nói sao chứ quốc hội Mỹ giờ vẫn quyết liệt hỗ trợ cho Ukraine mến đi khí tài. Thôi mày ngáo đá. Ủa thằng cha Johnson ngồi đó giấu cái bill đó nằm trong hộp tủ gần 2-3 tháng rồi. Nhiệt tình hỗ trợ mới ghê chứ. Nếu mà Mỹ nó nhiệt tình hỗ trợ Ukraine thì tổng thống Ukraine không có ngồi đó tốn hơi. Marcus Nguyễn nói chuyện nó phải đúng dữ liệu cái đã. Đúng số liệu, đúng sự thật. Và đúng tin tức cái đã. Rồi sau đó mới nhận định được. Còn đằng này Marcus Nguyễn nói chuyện giống như cõi trên mới rớt. Sai hoàn toàn. Vậy thì có phải thằng cha Johnson đó, như là cha Johnson đó thành tội đồ chưa? Bây giờ cái chuyện á, cho hay không cho thì đem ra ngoài quốc hội quyết cái cặp là xong. Đằng này ổng không đem luôn. Ủa kỳ vậy? Theo anh Duy, Ukraine có thua trước Nga không anh? Thì theo anh đó, mà Nga ăn được Ukraine đó thì cũng ói máu. Chứ không ăn không em. Tàu bốc cháy, kho xăng bốc cháy. Người thì lên bàn thờ. Ngoại giao thì bị đóng băng. Tùm lum tùm la, vết thương trong nỗi đau này. Nên thắng hay thua sao để 50 năm sau nhận định đi. Tại những đứa trẻ bây giờ á, là nó 20 tuổi. 50 năm sau nó 70 tuổi. Ngồi đó nó viết hồi ký cho mày nghe. Cụ đã trải qua thời chiến tranh khắc nghiệt và đau thương. Các con bây giờ không có hiểu. Cụ ngày xưa cũng như các con đó. Nhưng mà chiến tranh nổ ra, cụ đi theo trái tim người lính. Hành động rút quân Israel, anh nghĩ sao anh? Thì nồi súp ăn hết thịt, ăn hết cái thì rút thôi chứ để làm gì nữa mày. Rút đi qua chỗ mới.